Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review đấu phá thương khung phần 5 tập 208. Ở cuối tập trước, sau khi quang đoàn linh hồn dao động chậm rãi, tạo ra từng tiếng thanh thúy như bong bóng nước bị vỡ, rồi hóa thành từng luồng linh hồn lực tinh thuần dị thường, liên tục rót vào trong linh hồn Tiêu Viêm. Dưới sự quán chú này, linh hồn Tiêu Viêm đã thành hình làm vẻ mặt hắn có phần mơ hồ say mê. Được căn nguyên linh hồn bao bọc, hắn cảm giác linh hồn của mình như được ngâm trong một vầng hào quang ấm áp, tựa như thai nhi trong bụng mẹ vậy. Thoạt nhìn lại, tầng tầng linh hồn kỳ dị nhàn nhạt yên lặng bao phủ lên linh hồn Tiêu Viêm. Khi mơ hồ quan sát, nó giống như bóng người thật, rất ư thần kỳ. Vầng hào quang linh hồn ẩn chứa sức mạnh căn nguyên linh hồn cực kỳ khủng bố. Căn nguyên lực này, do nhân điện rút ra hơn 100 vạn linh hồn thể mới ngưng tụ được, ẩn chứa căn nguyên mênh mông. Cho dù là Tiêu Viêm cũng cảm giác mình rất nhỏ bé. Tiêu Viêm càng hút nhiều căn nguyên, linh hồn hắn lại càng tăng lên mạnh mẽ. Từng gợn sóng vô hình lấy Tiêu Viêm làm trung tâm khuếch tán ra. Dao động vô hình này làm cho phương viên nghìn trượng xung quanh ngọn núi trở nên yên tĩnh. Trong chốc lát, hết thảy sinh linh núi rừng đều cảm thấy được uy áp từ sâu trong linh hồn. Dưới uy áp này, dù là ma thú hung hãn nhất cũng phải nơm nớp lo sợ, quỳ rạp xu ong mát đất, không dám phát ra một tiếng gầm nào. Lần tu luyện này, Tiêu Viêm đã gây nên động tĩnh không nhỏ. Dao động kia tuy vô hình nhưng lại phát ra uy áp không thể kháng cự. Sau khi dao động khuếch tán không lâu, thì cường giả Tinh Vẫn Các đã phát hiện ra. Từng thân ảnh vội vàng thoáng hiện đến, nhưng khi bọn họ vừa tới đỉnh núi nghìn trượng nọ, thì ai nấy đều cảm nhận được ý thức bản thân bị mê muội một cách mãnh liệt. Thân hình không ổn định, hơn nữa có dấu hiệu muốn rơi xuống. Ngay lập tức, trong lòng đa số cường giả đều dấy lên một sự kinh hãi, vội vàng chuyển thân về phía sau, đợi đến khi rời khỏi ngọn núi hơn ngàn trượng kia mới cảm giác khá hơn. Tất cả đều dùng ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về ngọn núi đầy mây mù ở phía xa kia. Linh hồn lực của người này thật sự ngày càng kinh khủng. Trên bầu trời, đám người Dược Lão cũng hiện thân, ánh mắt dõi về ngọn núi xa. Trong mắt có vài phần nghiêm trang, vì họ cũng không cách nào chống đỡ uy áp linh hồn như thế này. Tiêu Viêm giờ đây, bất luận là đấu khí hay linh hồn đều đã vượt xa Dược Lão. Từ nhỏ đến giờ, ngoại trừ lão tổ, hơn ngàn năm qua ta chưa từng thấy trong đan tháp có người nào đạt tới cấp độ linh hồn thiên cảnh đại viên mãn. Dược Trần, lần này ngươi thu được một đệ tử quá giỏi nha. Thành tựu của Tiêu Viêm đủ để tất cả thanh niên, thậm chí cả mấy lão quái vật của Dược tộc đều thấy xấu hổ. Trong đan tháp, đại trưởng lão dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía ngọn núi, khẽ thở dài. Linh hồn cảnh giới của lão dừng lại ở cảnh giới thiên cảnh hậu kỳ hơn 100 năm, nhưng vẫn không thể chạm đến mức đại viên mãn. Điều này đã chứng minh muốn tăng lên cảnh giới linh hồn thật sự khó khăn. Dược Lão mỉm cười, trong mắt cũng không thể che giấu được sự vui mừng. Tiêu Viêm có thể đi đến bước này thật sự cũng vượt xa dự liệu của ông. Người có thiên phú cao hơn Tiêu Viêm chẳng phải là không, nhưng mà tiểu tử Tiêu Viêm này cực kỳ kiên định. Bước đến một bước như hiện tại đã làm cho những người thiên phú kinh diễm kia phải ngước nhìn. Tất cả mọi chuyện tuy dựa vào cơ duyên nhưng đa phần đều dựa vào đại nghị lực của hắn, cộng thêm rất nhiều lần tôi luyện sinh tử. Dược tộc, đợi khi có thời gian phải mang Tiêu Viêm đến xem qua mới được. Đối với tộc này, lòng ta không có kỷ niệm, nhưng việc khắc tên cha mẹ lên tộc bi là chuyện ta đã hứa với hai người. Dược Lão chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn về phía tây có chút mông lung, sâu trong đó chứa đựng tình cảm mà ngày thường hiếm thấy. Cuộc đời của ông cũng rất bấp bênh, may mắn là lúc tuyệt vọng nhất, ông trời đã cho ông một tia sáng hy vọng. Đã rất lâu, ở sau ngọn núi tại Ô Thản Thành Tiêu gia, ông đem cả cuộc đời của mình đặt cược lần cuối, đặt trên người tên nhóc non nớt kia. Không biết lần này Tiêu Viêm cần tu luyện bao lâu. Tịnh Liên Yêu Hỏa Hàng Thế cũng sắp đến rồi. Theo một ít tình báo gửi về, hồn điện cũng đã âm thầm dục dịch, hiển nhiên muốn chiếm lấy nó. Lời của Phong Tôn Giả vang lên sau lưng. Yên tâm, hắn sẽ thức tỉnh đúng lúc, còn bây giờ nên yên lặng chờ hắn đột phá. Mặt khác, truyền lệnh xuống, cấm kẻ nào đi vào chỗ Tiêu Viêm tu luyện trong phạm vi 1000 trượng. Dược Lão mỉm cười, cũng không có tiếp tục ở lại chỗ này mà chậm chậm trở về chủ các. Thời gian tu luyện cứ qua đi từng ngày, nhưng dao động linh hồn tràn ra từ ngọn núi chưa từng biến mất mà lại dần dần trở nên mạnh hơn. Một tháng sau, cơ hồ toàn bộ tinh giới đều bị dao động này tác động. Vì vậy, ngoại trừ một số thì toàn bộ, những người khác đều đau khổ buông bỏ luôn chuyện phi hành. Chỉ có thể vác uy áp linh hồn lên vai mà thất thểu trên mặt đất. Đám người Dược Lão không biết xử lý chuyện này ra làm sao. Hiện tại, ngay cả bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ luồng linh hồn uy áp này, nên tự nhiên là không có khí lực giúp đỡ người khác. Đối với đệ tử Tinh Vẫn Các mà nói, loại áp chế này coi như là một loại tôi luyện. Cái gọi là đi vạn dặm đường, hơn 10 năm đọc sách, đi lui đi tới cũng coi như là một cách tu luyện đấu khí. Cao tầng của Tinh Vẫn Các ôm suy nghĩ này, toàn bộ đệ tử Tinh Vẫn Các đều phải hưởng thụ loại linh hồn uy áp này hơn một tháng. Chẳng qua, tuy nói áp lực linh hồn làm không ít người khó chịu, nhưng khi bọn hắn đã thích ứng, lại đột nhiên cảm thấy linh hồn lực mơ hồ có phần tăng trưởng. Điều này làm cho không ít đệ tử mừng rỡ. Bọn họ không phải là luyện dược sư,
con đường tăng lên linh hồn lực lượng tự nhiên rất hiếm gặp. Hiện tại, có thể tiến bộ dưới loại tôi luyện đặc thù này, tự nhiên là vui mừng. Linh hồn lực cường đại hơn, đối với việc tu luyện đấu khí sẽ sinh ra hiệu quả không nhỏ. Nếm được món ngon thì tự nhiên không ai tiếp tục kêu khổ nữa. Một ít đệ tử có thiên phú càng trực tiếp coi việc này như là một cơ hội loại lịch lãm. Ngày thường, họ không hề rời xa tinh giới, mà ngược lại còn bước gần hơn về ngọn núi Tiêu Viêm đang tu luyện. Dưới sự tự động tìm áp lực mà ngược đãi bản thân, linh hồn lực của các đệ tử tinh vẫn các đột nhiên tăng mạnh. Dù sao, áp lực linh hồn thiên cảnh đại viên mãn tạo thành thì rất ít người có thể hưởng thụ hoàn toàn. Còn nữa, lúc Tiêu Viêm tu luyện, linh hồn căn nguyên dưới sự khống chế của hắn cũng thất thoát một ít, phiêu đãng trong tinh giới. Nếu có đệ tử tinh vẫn các nào may mắn hấp thu rồi dung hợp, thì đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là tựa như uống được thần đan trời ban. Khi nhóm đệ tử đầu tiên hưởng thụ thành quả, rốt cục càng ngày lại có càng nhiều đệ tử phản ứng kịp thời. Trong lúc cùng một thời gian, toàn bộ tinh giới lại sôi trào lần nữa. Ngàn vạn đệ tử tinh vẫn các từng bước tiến vào ngọn núi Tiêu Viêm đang tu luyện, mà cảm giác giống như bước đi trong đầm lầy vậy. Đối với bọn họ, đây là một kiểu tiêu hao lực lượng khổng lồ. Đương nhiên, loại tiêu hao này mang đến mệt mỏi, nhưng cũng làm cho không ít đệ tử tăng lên tốc độ tu luyện. Tiếng lành đồn xa, sau cùng thậm chí một ít trưởng lão tinh vẫn các đều nhịn không được gia nhập loại lịch lãm đặc thù này. Tinh giới biến thành bộ dáng như vậy, cho dù là đám người dược lão cũng há hốc mồm kinh ngạc lẫn giờ khóc giờ cười. Không ngờ, lần tu luyện này của Tiêu Viêm lại gây xôn xao lớn đến như vậy. Bất quá như thế cũng tốt, loại kinh nghiệm này đối với đệ tử tinh vẫn các mà nói, quả thật là một loại lịch lãm cực kỳ khó được. Cảm nhận được linh hồn cấp thiên cảnh đại viên mãn, về sau con đường tu luyện của bọn họ sẽ giảm đi được một ít lối rẽ không cần thiết. Không khí cổ quái như vậy tại tinh giới kéo dài suốt hơn 50 ngày. Sau đó nương theo sự giảm dần của uy áp linh hồn tiêu tán đi mất. Khi linh hồn uy áp tràn ngập tinh giới yếu bớt, thì sắc mặt đám người dược lão lại trở nên nghiêm nghị hẳn. Bọn họ có thể cảm nhận được tại sâu trong ngọn núi kia, có một dao động vô hình mênh mông như trời đất đang lặng yên ngưng tụ. Tiêu Viêm sắp thức tỉnh. Đám người dược lão biết rằng lần tu luyện này của Tiêu Viêm sắp chuẩn bị kết thúc. Hai ngày trôi qua, đám người dược lão vẫn đang chờ đợi. Trên đỉnh núi, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng, trước mặt là một thân thể đang bị vầng hào quang như thủy tinh mềm mại kỳ dị bao bọc. Gương mặt của thân ảnh này giống Tiêu Viêm như đúc. Tại đây, vầng sáng căn nguyên linh hồn tựa thủy tinh khổng lồ vốn lớn chừng nửa trượng. Hiện giờ chỉ còn khoảng nửa cái đầu đang phiêu tán ra từng luồng căn nguyên linh hồn lực tinh thuần. Nhân ảnh thủy tinh như được điêu khắc, không chút sức mẻ. Một hồi lâu, Tiêu Viêm mở miệng bùng phát ra một luồng hấp lực, vầng sáng linh hồn to bằng nửa đầu người nhất. Thời lướt tới tồi hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong miệng Tiêu Viêm thủy tinh. Lúc chùm sáng linh hồn tiến vào trong miệng Tiêu Viêm thủy tinh, thì thân hình Tiêu Viêm đột nhiên chấn động, phát ra quang mang chói mắt. Một luồng dao động vô hình như thức tỉnh cả đất trời bùng ra từ thể nội rồi ùn ùn thổi quét xung quanh. Giờ khắc này, trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét giăng đầy. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, ánh chớp toát ra như vô số con rắn màu bạc, những tiếng sấm rền vang vọng cả không gian. Cùng lúc đó, một cỗ khí thế mênh mông như thiên địa đang vô hình dao động, lấy đỉnh của ngọn núi trước mặt làm trung tâm, lặng yên quét ra bốn phía như gió bão. Dao động linh hồn thật khủng khiếp. Tại chủ các của Tinh Vẫn Các, sắc mặt nhóm người dược lão đều ngưng trọng nhìn lên dị tượng do mênh mông lực lượng linh hồn tạo thành. Trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ rung động vô cùng, lực lượng linh hồn của cảnh giới thiên cảnh đại viên mãn cư nhiên lại cường hãn đến như thế. Tiêu Viêm bây giờ chỉ bằng vào linh hồn lực thôi đã có thể chống đỡ một tên nhị tinh đấu thánh rồi. Đại trưởng lão của Tiểu Đan Tháp chậm chậm nói. Tử Nghiên đứng một bên cũng đang kinh ngạc vô cùng. Thái hư cổ long nhất tộc tuy cường hãn vô cùng, nhưng về mặt linh hồn lực thì đúng là yếu thế. Bởi vậy, mặc dù nàng mạnh đến như thế, nhưng dưới dao động linh hồn mạnh mẽ kia cũng vẫn cảm thấy rung động không thôi. Theo truyền thuyết, nếu có thể tiến vào đế cảnh thì linh hồn sẽ đạt đến bất tử bất diệt. Đến cả khi bị người khác đánh tan hồn phách, nhưng nếu còn sót lại những phần tử của linh hồn thì vẫn có thể ngưng tụ lại, trọng sinh thêm một lần. Tuy thiên cảnh đại viên mãn này còn kém cảnh giới đế cảnh kia rất nhiều, nhưng uy lực của nó vẫn mạnh hơn thiên cảnh hậu kỳ rất nhiều. Dược lão nói với một sắc mặt hết sức ngưng trọng. Một khi linh hồn đạt tới cảnh giới thiên cảnh đại viên mãn thì không còn sự khác biệt với bản thể nữa. Một khi liên thủ với bản thể, linh hồn được phân hóa ra cùng nhau kháng địch, sự ăn ý đó không gì có thể so sánh. Uy lực không chỉ là tăng gấp bội thôi đâu. Đại trưởng lão Đan Tháp cười cười nói, trong nét cười ấy còn ẩn chứa một chút sự hâm mộ. Trước khi linh hồn đạt đến cảnh giới thiên cảnh đại viên mãn, linh hồn vẫn là vô cùng yếu ớt. Bình thường cũng không thể triệu hoán ra chiến đấu. Dù sao một khi linh hồn bị thương thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Chỉ khi nào linh hồn đạt đến cảnh giới đại viên mãn thì nó sẽ tồn tại ở dạng thật thể, có được lực lượng của riêng nó, không hề thua kém bản thể chút nào. Lực phòng ngự mạnh mẽ của nó càng làm cho đối phương phải líu lưỡi, liên thủ với bản thể, uy lực sẽ tăng lên vô cùng. Thiên cảnh đại viên mãn, mặc dù vẫn chỉ nằm trong phạm trù của thiên cảnh, nhưng nếu so sánh với cảnh giới hậu kỳ thì đúng là cách biệt đến một trời một vực.
Ở một trình độ nhất định, linh hồn lực đạt đến cảnh giới đại viên mãn thì mình sẽ có thêm một đồng đội chiến đấu vô cùng ăn ý. Và lại, thực lực của người đồng đội này được quyết định bởi chính thực lực của bản thân. Nói cách khác là có thêm một đấu kỹ phân thân như Tam Thiên Lôi Huyễn Thân. Nhưng nói cho cùng thì xét về sự cô đọng của phân thân hay là các mặt khác như uy lực chiến đấu, thì phân thân của Tam Thiên Lôi Huyễn Thân vẫn không thể nào đạt đến trình độ ngưng thực như linh hồn phân thân của cảnh giới đại viên mãn được. Linh hồn vô hình chỉ như một luồng hơi nước dưới làn mây đen dày đặc nhẹ nhàng lan tỏa. Khắp tinh giới, từng gốc cây ngọn cỏ đều được chiết xạ vào trong đại não của Tiêu Viêm. Trong khoảnh khắc đó, hắn có thể cảm nhận được bất cứ một dao động cảm xúc nhỏ nhất của bất cứ ai. Thậm chí là cả dao động bên trong, hắn có thể biết được người ấy đang suy nghĩ gì trong lòng. Đây là một loại điều khiển kỳ dị, nhìn rõ lòng người, thủ đoạn đáng sợ như thế mà Tiêu Viêm tuy nhiên lại làm được khi mới chỉ ở cảnh giới thiên cảnh đại viên mãn. Đây chính là thiên cảnh đại viên mãn sao? Trong lòng Tiêu Viêm vang lên những tiếng thì thào liên hồi. Hắn có thể cảm nhận được sự khác biệt của bản thân so với lúc trước. Nếu ví linh hồn lúc trước của hắn là một thiếu niên đang phát triển, thì linh hồn hắn hiện tại chính là một vị tráng niên thân kinh bách chiến với lợi khí trong tay. Dưới sự điều khiển của Tiêu Viêm, dao động linh hồn vô hình khuếch tán ra như thủy triều, chỉ trong chớp mắt đã tràn ngập khắp tinh giới. Lấy một tốc độ nhanh như điện chớp lan ra, không tới một phút, mọi sự vật khắp 1000 dặm xung quanh tinh vẫn các đều được phản chiếu vào trong đại não của Tiêu Viêm. Không những thế, tốc độ dao động của nó vẫn chưa hề chậm đi, ngược lại còn tiếp tục tăng cao. Những dao động vô hình này đảo qua khắp mọi người, ngoài một số kẻ có linh hồn tương đối nhạy cảm, có thể cảm giác hơi lạnh người ra, thì dù là những cường giả đạt đến đấu tôn đỉnh phong, cũng không hề hay biết rằng nhất cử nhất động của mình đều bị người khác quan sát. Dao động linh hồn của Tiêu Viêm khuếch tán ra tới ngoài vạn dặm, trên đường cũng gặp một số linh hồn không kém. Thậm chí, ở một số ngọn núi sâu không giấu chân người hắn, còn ngẫu nhiên cảm giác được có một vài linh hồn đang nhìn mình. Hiển nhiên là phát hiện ra dao động linh hồn của hắn. Trung Châu này quả thật là chốn ngọa hổ tàng long. Dao động linh hồn của Tiêu Viêm vẫn lan ra hết sức nhanh chóng. Khi Tiêu Viêm đang chuẩn bị thu hồi lại, thì một cảm giác khô nóng mãnh liệt rất khác thường bỗng truyền vào linh hồn của hắn. Lập tức tâm thần liền động, linh hồn lao đến nơi khô nóng kia nhanh như chớp. Tốc độ khuếch tán linh hồn tăng mạnh, chỉ mấy lần hô hấp đã tiến đến chỗ khô nóng kia. Nơi này là một vùng núi non trùng điệp, nhưng ở trên không trung lại truyền đến một cảm giác vặn vẹo quái dị. Mơ hồ có một luồng ánh sáng trắng thẩm thấu ra từ bên trong. Khi Tiêu Viêm đem linh hồn mình tiếp xúc với luồng quang mang màu trắng sữa kia, thì một cảm giác bỏng rát đột nhiên truyền đến từ sâu trong linh hồn. Cảm giác bỏng rát xuất hiện đột ngột khiến Tiêu Viêm ngẩn ngơ chốc lát. Trong linh hồn hắn đã dung hợp 5 loại dị hỏa, những dị hỏa bình thường hoàn toàn không thể làm hắn cảm thấy nóng được chứ đừng nói đến bỏng rát như thế. Trong lúc Tiêu Viêm còn đang khiếp sợ, thì đốm sáng trong đầu mà hắn có được từ cổ đồ Tịnh Liên yêu hỏa đột nhiên chấn động kịch liệt. Trong lòng Tiêu Viêm chợt như hiểu ra điều gì đó, vô cùng chấn kinh nhìn về nơi không gian vặn vẹo kia, trong đầu như đang có tiếng thì thầm. Đây chính là nơi Tịnh Liên yêu hỏa hàng thế. Chỉ có Tịnh Liên yêu hỏa mới có thể làm cho đốm sáng không hề động đậy. Từ trước tới nay trong đầu Tiêu Viêm xảy ra biến hóa đến như vậy. Chỉ có Tịnh Liên yêu hỏa mới có thể làm cho Tiêu Viêm cảm thấy nóng rát như vậy khi đã có 5 loại dị hỏa hộ thân. Khi trong lòng Tiêu Viêm đang dậy sóng, thì đột nhiên vùng không gian này chợt dao động. Một cỗ dao động linh hồn vô cùng mênh mông bùng phát từ trong không gian, đâm ầm một nhát cực mạnh vào linh hồn đang dao động của Tiêu Viêm. Va chạm linh hồn vô cùng kinh khủng như thế, khiến cho hắn không kịp trở tay. Vô vàn tiếng ông ông không ngừng vang vọng trong đầu, thậm chí đầu óc còn mê muội đi một chút. Ai? Tiêu Viêm phản ứng lại rất nhanh, chỉ nháy mắt sau khi bị công kích đã lấy lại tinh thần. Linh hồn vội vàng thu về, đồng thời tiếng gầm cũng theo đó cũng truyền ra. Luồng công kích kia có thể làm cho hắn bị thương, hiển nhiên linh hồn lực của đối phương không hề yếu hơn hắn bao nhiêu cả. Ngươi là tên tiểu bối của Tiêu tộc, Tiêu Viêm phải không? Khi nghe được cái giọng nói bình thản truyền ra từ hư không, Tiêu Viêm cũng đã hơi kinh hãi trong lòng. Đồng thời linh hồn cũng phát ra dao động đáp lời. Các hạ là ai? Vì sao lại công kích ta? Xem ra căn nguyên linh hồn mà nhân điện thu thập được đã bị ngươi cắn nuốt, nếu không thì ngươi không thể đạt tới cảnh giới thiên cảnh đại viên mãn này được. Thật không hổ là người có thể khiến cho hồn điện ta thất bại mấy lần. Cũng có mấy phần giống tác phong của tên Tiêu Huyền kia. Thần bí nhân kia vẫn chưa trả lời câu hỏi của Tiêu Viêm, giọng nói bình tĩnh không buồn không vui chậm rãi truyền vào đầu Tiêu Viêm. Ngươi là điện chủ hồn điện. Linh hồn Tiêu Viêm truyền ra những dao động kịch liệt đáp lời. Trong hồn điện, người có thể tu luyện đến cảnh giới này thì ngoài vị điện chủ hồn vẫn chưa từng lộ diện kia thì còn có người nào khác nữa. Vốn ta định đợi sau khi Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế rồi mới giải quyết một thể, thế nhưng ngươi lại dám nhìn trộm nơi yêu hỏa xuất thế này. Nếu vậy ngươi hãy theo bản điện chủ ta về hồn điện đi thôi. Bản nguyên linh hồn của hồn điện ta không phải bất cứ kẻ nào cũng có thể hưởng dụng được đâu. Khi giọng nói kia tắt ngấm, thì Tiêu Viêm cảm thấy cả vùng thiên địa nơi đây giống như đã bị cầm cố chỉ trong nháy mắt, thậm chí linh hồn của hắn đều xuất hiện trì trệ. Linh hồn lực của ngươi rất mạnh, nhưng đáng tiếc, bản thể lại quá yếu.
hư không xuất hiện trận trận dao động, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay hắc ám lớn chừng trăm trượng, hướng về phía linh hồn Tiêu Viêm chụp tới. Hồn Diệt Sinh, lấy bối phận của ngươi mà lại ra tay với một đứa tiểu bối, ngươi thật là quá rồi. Khi bàn tay khổng lồ kia đang chụp tới Tiêu Viêm, thì một giọng nói già nua vang lên. Một bàn tay khổng lồ cũng thành hình trên không, hai tay chụp vào nhau tạo thành một cơn bão linh hồn lập tức phá tan giam cầm của phiến thiên địa này. Lão quỷ, đúng là ngươi đang dòng ngó đến Tịnh Liên yêu hỏa này. Bị ngăn cản, trong hư không bỗng truyền ra tiếng quát của điện chủ hồn điện. Ta chỉ không muốn nó rơi vào tay hồn điện các ngươi mà thôi. Âm thanh già nua kia lại chậm rãi vang lên. Ngươi rời khỏi nơi này đi. Vào lúc giam cầm của vùng thiên địa này vỡ tan, thì trong lòng Tiêu Viêm cũng vang lên thanh âm già nua kia. Chợt hắn liền cảm giác được linh hồn của mình bị gõ mạnh một cái. Nhanh như điện chớp, chỉ trong vài hơi thở linh hồn của hắn đã bị đẩy lại trong đầu, lập tức toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Khi linh hồn Tiêu Viêm trở về với bản thể, trên một bình nguyên cách tinh vẫn cách chừng mấy vạn dặm, một đầu thanh ưu đang chậm chậm gặm cỏ, trên lưng nó có một mục đồng chừng 10 tuổi đang ngồi. Mục đồng chậm rãi ngẩng đầu, đưa mắt nhìn về phía tây bắc xa xôi, hai mắt trong suốt tràn ngập vẻ tang thương như nhìn tỏ cả thế gian. Yêu hỏa xuất thế, không thể tránh được một phen tranh đoạt kinh thiên rồi. Tiếng thở dài non nớt của mục đồng vang lên, tay vung cây roi, dục thanh ưu chậm chậm đi xa dần. Trên đỉnh núi, người Tiêu Viêm ướt đẫm mồ hôi, hai mắt mở lớn, khuôn mặt đầy vẻ ngưng trọng. Hắn không ngờ sẽ gặp phải tên điện chủ thần long thấy đầu không thấy đuôi kia của hồn điện khi dùng linh hồn ngao du thiên địa. Nếu như không có vị cường giả thần bí đó giúp đỡ, hắn muốn thoát thân tất có chút khó khăn. Tuy nói khi va chạm linh hồn, Tiêu Viêm cũng không kém điện chủ hồn điện bao nhiêu, nhưng đúng như lời tên đó nói, thực lực của Tiêu Viêm kém hắn quá xa, e rằng thực lực của điện chủ hồn điện còn mạnh hơn cả Tử Nghiên. Tiêu Viêm chậm rãi thở một hơi, áp lực trái tim đang đập liên hồi. Vừa rồi thật quá nguy hiểm, không hổ là điện chủ hồn điện, chỉ riêng linh hồn đã khiến cho Tiêu Viêm không thể đối phó. Nhưng không biết vị cường giả thần bí kia là cao nhân phương nào. Ta cũng không quen biết cường giả như vậy, tại sao hắn lại ra tay giúp ta? Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, trải qua lần ngao du bằng linh hồn này, hắn có thể cảm nhận Trung Châu Ngọa Hổ Tàng Long. Với linh hồn thiên cảnh đại viên mãn của hắn, khi ly thể còn suýt gặp bất trắc, vị cường giả kia đã ra tay giúp đỡ, thì chắc hẳn hắn không phải địch nhân. Nếu có thể điều tra ra thân phận của hắn, có lẽ sẽ có thêm một trợ lực lớn. Ánh mắt Tiêu Viêm hơi lóe lên, vị cường giả kia cũng không e ngại điện chủ hồn điện, lại thêm khi hai người so đấu, hắn chưa từng rơi xuống hạ phong. Thậm chí, trong tiếng quát của điện chủ hồn điện còn có chút kiêng kỵ đối với hắn. Trên đại lục này, người có thể khiến cho điện chủ hồn điện kiêng kỵ cũng không nhiều. Nhíu mày trầm tư hồi lâu mà vẫn không có kết quả, Tiêu Viêm chỉ đành lắc lắc đầu. Bỗng hắn ngẩng đầu nhìn về phía tây bắc. Trong tròng mắt đen nháy bỗng cháy lên một ngọn lửa nóng rực. Lần ngao du linh hồn này, thu hoạch của hắn không nhỏ. Hắn không chỉ gặp được điện chủ hồn điện, hơn nữa còn phát hiện nơi yêu hỏa hàng thế. Địa điểm không gian vặn vẹo kia hẳn là nơi phong ấn Tịnh Liên yêu hỏa. Chẳng qua, thấy điện chủ hồn điện cùng vị cường giả thần bí kia đều xuất hiện ở đó, hẳn là các cường giả đỉnh phong đã sớm phát hiện, bởi vậy nên vẫn canh giữ xung quanh. Mà lần gặp gỡ điện chủ hồn điện này là chính mình tự chui đầu vào lưới. Không gian nơi đó sắp tan vỡ, hiển nhiên là Tịnh Liên yêu hỏa đang phá phong ấn. Chắc hẳn chỉ trong vòng mấy ngày nữa là nó sẽ hàng thế. Hai bàn tay Tiêu Viêm xoa nhẹ, lần này chạm trán điện chủ hồn điện khiến hắn hiểu được thực lực cường hãn của đối phương. Với thực lực của Tiêu Viêm bây giờ, nếu đánh với hắn chỉ sợ sẽ không có chút phần thắng nào. Vì vậy, dù gì đi nữa Tiêu Viêm cũng phải chiếm được Tịnh Liên yêu hỏa. Với thực lực của hắn hiện tại, chỉ có cắn nuốt Tịnh Liên yêu hỏa mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Đến khi đó, hắn cũng không cần e ngại khi đối mặt với điện chủ hồn điện. Thêm nữa, đứng sau hồn điện là hồn tộc vô cùng đáng sợ. Nếu ngay cả hồn điện hắn cũng không làm gì được thì sao có thể đấu với hồn tộc? Phải biết rằng đây là một thế lực vô cùng mạnh, cho dù là tổ tiên Tiêu Huyền cuối cùng cũng phải ảm đạm ngã xuống. Nhất định phải đoạt được Tịnh Liên yêu hỏa. Tiêu Viêm nắm chặt tay, sau đó chợt sờ sờ lên trán. Trong đầu hắn, đốm sáng kỳ dị có được từ cổ đồ kia lại đã yên lặng khi linh hồn hắn trở về bản thể. Thậm chí, cho dù với cảnh giới linh hồn thiên cảnh đại viên mãn, hiện giờ của Tiêu Viêm cũng vẫn không thể xâm nhập vào trong đốm sáng này. Hình như thứ này có phản ứng rất mạnh với Tịnh Liên yêu hỏa. Hẳn đây là thứ Tịnh Liên yêu thánh lưu lại, chẳng qua không biết nó có tác dụng gì. Tiêu Viêm cau mày, hắn phí bao công sức mới thu thập toàn bộ tàn đồ, lại chỉ thu được một đại bí mật trả ra vào đâu, nếu quang đoàn này không có tác dụng gì mà nói. Vậy hẳn Tiêu Viêm sẽ chửi ba đời tổ tông Tịnh Liên yêu thánh. Ngón tay day day chán, Tiêu Viêm thu hồi suy nghĩ, đứng dậy, trong lòng vừa động. Linh hồn lực lượng ở mi tâm bộc phát ra, ngưng tụ thành một bóng người giống như thực chất. Đạo thân ảnh được do linh hồn tạo nên này giống hệt Tiêu Viêm. Khuôn mặt cũng vô cùng linh động, không hề có một chút cứng nhắc nào. Từ xa nhìn hai người giống như một cặp huynh đệ song sinh. Tiêu Viêm cười thân thiện với Tiêu Viêm trước mặt, duỗi tay ra.
chiếu cố nhiều hơn. Linh hồn Tiêu Viêm kia cũng cười, nắm lấy tay Tiêu Viêm. Dáng vẻ của hắn khi cười cũng lộ ra vẻ quỷ dị. Có đến tận hai Tiêu Viêm. Trên không trung, không gian có chút dao động, một đám nhân ảnh hiện ra. Khi thấy hai cái Tiêu Viêm đứng cùng một chỗ bắt tay thì đều ngẩn người ra. Chợt Tử Nghiên kinh ngạc nói, mặt đầy tò mò lướt xuống túm lấy hai người không ngừng nhìn đi nhìn lại. Linh hồn phân thân giống hệt bản thể, thiên cảnh đại viên mãn quả nhiên danh bất hư truyền. Đại trưởng lão Tử Đan Tháp từ từ hạ xuống, nhìn phân thân Tiêu Viêm tràn đầy linh khí cũng phải tán thưởng không thôi. Lại thêm thực lực không kém bản thể, khi phối hợp có thể nói là hoàn mỹ vô song. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, uy lực tuyệt đối kinh người. Dược lão vuốt râu, cười híp mắt, nói. Tiêu Viêm cười cười, vung tay, đạo phân thân linh hồn kia lập tức tán đi, hóa thành linh hồn lực tiến vào mi tâm. Ha ha, cuối cùng ngươi cũng tu luyện xong. Theo tính toán, Tịnh Liên yêu hỏa cũng đã sắp xuất thế. Về phần địa điểm, chúng ta vẫn chưa rõ ràng lắm. Nhưng khi thời điểm đó tới, tất sẽ kinh thiên động địa. Phong Tôn giả cười nói. Địa điểm yêu hỏa hàng thế ta đã biết. Tiêu Viêm mỉm cười, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Phong Tôn giả, có chút ngập ngừng nói. Phát hiện ra khi ta dùng linh hồn ngao du. Mặt khác, ta cũng đã tiếp xúc với điện chủ hồn điện. Nghe vậy, mọi người đều hơi biến sắc, ánh mắt đổ dồn về phía Tiêu Viêm. Điện chủ hồn điện là nhân vật vô cùng thần bí, thực lực của hắn thông thiên triệt địa, mạnh mẽ vô cùng. Đầu đuôi ra sao? Sắc mặt Dược lão ngưng trọng, hỏi. Tiêu Viêm lắc lắc tay, đem chuyện lúc trước nói qua một lượt. Quả nhiên hồn điện cũng có ý định với Tịnh Liên yêu hỏa, sớm đã canh giữ ở đó. Dược lão nhíu mày, trầm ngâm một chút rồi nói. Về phần vị cường giả thần bí kia, ta cũng không đoán ra lai lịch của hắn. Nhưng nếu hắn đã ra tay tương trợ thì hẳn cũng không phải kẻ địch. Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Về phần điện chủ hồn điện thì con không cần quá quan tâm. Khi Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế tất sẽ kinh thiên động địa. Đến lúc đó các viễn cổ chủng tộc đều sẽ nhúng tay vào, cổ tộc cũng không ngoại lệ. Đến lúc đó sẽ có những cường giả khác đối phó với điện chủ hồn điện, chúng ta ở xung quanh tìm cơ hội thu phục Tịnh Liên yêu hỏa là được. Bàn tay Dược lão nắm chặt, một cái bình ngọc xuất hiện. Trong bình ngọc, đan vân lượn lờ, một viên đan dược đỏ sậm trôi nổi phía trên đan vân. Từng luồng khí tức lạnh lẽo dị thường tỏa ra, từ đó khiến phạm vi 10 trượng xung quanh không ngừng có vụn băng rơi xuống. Đây là Cửu Âm Hoàng Tuyền đan, trong 2 tháng con tu luyện, ta cùng đại trưởng lão liên thủ với nhau mới có thể luyện chế thành công. Bắt lấy. Tiêu Viêm tiếp nhận bình ngọc, một luồng khí lạnh lan tỏa toàn thân. Hắn thở một hơi thật dài, hơi thở vừa phun ra lập tứng hóa thành cột băng rơi xuống dưới. Quả nhiên là Cửu Âm Hoàng Tuyền đan, đã làm phiền sư phụ và đại trưởng lão rồi. Tiêu Viêm có chút vui mừng, Cửu Âm Hoàng Tuyền đan thuộc cấp độ cửu phẩm bảo đan. Cho dù hai người liên thủ cũng không dễ dàng luyện chế. Dược lão cười cười, chợt nói, mọi việc đã chuẩn bị xong, bây giờ chúng ta chỉ cần chờ yêu hỏa hàng thế. Về phần có đoạt được hay không, cố hết sức là được, còn phải phụ thuộc vào ý trời. Dù sao đã nhiều lần yêu hỏa xuất thế nhưng cũng chưa ai hàng phục được nó. Tiêu Viêm lặng im gật đầu, hắn đương nhiên biết hàng phục yêu hỏa khó khăn thế nào, nhưng bất kể ra sao hắn cũng phải dốc sức thử một lần. Trong những ngày tiếp theo, Tiêu Viêm đã tu luyện linh hồn đến thiên cảnh đại viên mãn nên cũng nhàn rỗi hơn rất nhiều. Mà Liên Minh cũng âm thầm phái ra thám tử đến điều tra khu vực Tiêu Viêm phát hiện. Đương nhiên cũng không chỉ có Thiên Phủ Liên Minh hành động, một vài thế lực, tông phái cổ xưa tại Trung Châu bình thường, hiếm khi lộ diện cũng đã bắt đầu chú ý đến khu vực kia. Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế, dẫn động vô số thế lực tranh đoạt ngoài sáng lẫn trong tối. Mảnh núi rừng hoang vu ngày xưa giờ lại trở nên vô cùng náo nhiệt. Loại ám lưu cuộn trào này kéo dài chừng 3-4 ngày. Tinh Vẫn Các, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên đỉnh một gốc đại thụ che trời, đột nhiên hai mắt mở lớn, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Tại phía đó, hai vầng trăng tròn một trên một dưới lặng yên xuất hiện trên bầu trời. Cùng lúc đó, 9 ngôi sao rực rỡ cũng chậm rãi chuyển động, tạo thành một đường thẳng tắp trong sự kinh ngạc của mọi người. Song Nguyệt đồng hiện, cửu tinh nhất thể, thiên địa triều tịch, yêu hỏa hàng thế. Rốt cục Tịnh Liên yêu hỏa đã phủ xuống thế gian này thêm một lần nữa. Trên bầu trời, 9 ngôi sao sáng rực tạo thành một đường thẳng tắp. Một luồng năng lượng dao động mãnh liệt xuất hiện, sương mù tràn ngập trong không khí, mơ hồ còn có tiếng sóng chiều vọng ra. Thiên địa triều tịch, quả nhiên giống với lời tiên tri trong cổ đồ. Ở trên thân cây, Tiêu Viêm từ từ đứng lên, ngẩng đầu nhìn sương mù tràn ngập trong thiên địa, thì thào nói. Thời điểm Tiêu Viêm thầm nhủ, có mấy đạo lưu quang từ trong tinh giới chợt bay nhanh tới. Chúng chỉ lóe vài lần đã xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm, là nhóm người Dược lão. Yêu hỏa sắp hàng thế, khi hạ xuống bên người Tiêu Viêm, sắc mặt Dược lão nghiêm lại rồi nói. Tiêu Viêm gật đầu, e rằng ngày mai sẽ có vô số cường giả tụ tập ở vị trí Tịnh Liên yêu hỏa hàng thế. Mặc dù nhiều người biết bản thân không đủ thực lực thu phục nó, nhưng ai cũng mang tâm lý cầu may. Nếu có thể luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa, thực lực nhất định sẽ nhảy vọt. Đến lúc đó, cho dù đánh với người có thực lực cao hơn mình cũng có thể chiến thắng. Dụ hoặc như vậy không thể nói là không lớn.
khi nào chúng ta hành động? Dược lão hỏi. Thấy vậy, Tiêu Viêm cũng có chút ngập ngừng, vừa định nói bỗng hắn biến sắc, ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía tây bắc. Không gian tối đen nơi đó bỗng tỏa ra hào quang chói mắt, ẩn chứa trong đó là nhiệt độ kinh khủng theo gợn sóng, khuếch tán mãnh liệt ra xung quanh, ảnh hưởng tới phạm vi cực lớn. Dù ở xa như tinh vẫn các nhưng ai nấy đều cảm thấy cảm giác khô nóng cực độ dấy lên tự đáy lòng. Tịnh Liên yêu hỏa đã xuất thế, Dược lão cũng cảm nhận được thiên địa dị tượng, hít một ngụm lương khí. Ông không ngờ yêu hỏa sớm phá vỡ phong ấn như vậy. Tiêu Viêm đưa tay day day chán. Thời khắc này, quang đoàn kỳ dị trong đại não hắn lại dao động kịch liệt. Thở dài một hơi, trong lòng Tiêu Viêm khẽ động, từ từ áp chế vầng sáng kỳ dị này. Với thực lực linh hồn thiên cảnh đại viên mãn của hắn, tuy không thể xâm nhập vào trong, nhưng muốn áp chế thì vẫn không thành vấn đề. Lập tức hành động, mặc kệ thế nào, trước tiên cứ tới đó xem tình hình rồi tính sau. Sau khi áp chế quang đoàn, ánh mắt Tiêu Viêm lóe sáng rồi trầm giọng nói. Yêu hỏa xuất thế sớm hơn so với tính toán của hắn. Vậy hẳn giờ cường giả khắp nơi cũng đã bắt đầu hành động, bọn họ chẳng mấy chốc cũng sẽ tới nơi. Vì vậy phải đi đến để sớm nắm rõ tình thế. Dược lão ngẩn ra, không nói thêm gì. Bỗng có tiếng thét dài vang lên, không gian tinh giới bị mở ra, từng đạo thân ảnh xuất hiện, vội vàng bay vút đến. Cuối cùng lơ lửng trên không trung, mấy người đó chính là Tiểu Đan Tháp đại trưởng lão, Hỏa Vân lão tổ, Hoa Tông Thanh Hoa nhị tiên. Sự việc vô cùng hệ trọng, hai ngày trước ta đã mời họ tới. Dược lão cười cười, nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, hiện giờ thêm một người là thêm phần thực lực, xác suất thành công cướp đoạt cũng sẽ lớn hơn một phần. Các vị, việc này nguy hiểm rất lớn. Nếu gặp kẻ địch nguy hiểm, trước hết hãy tản ra mà trốn, hết thảy phải theo phương châm bảo tồn thực lực làm trọng. Tiêu Viêm trầm giọng nói, cường giả ở đây đều là lực lượng tinh nhuệ của liên minh, nếu tổn thất quá lớn sẽ khiến nguyên khí liên minh tổn thương rất nặng. Cướp đoạt Tịnh Liên yêu hỏa tuy quan trọng nhưng không đáng tạo thành hy sinh vô ích. Nghe vậy, mấy đạo nhân ảnh trên bầu trời nhất tề đáp lại. Thực lực cùng danh vọng của Tiêu Viêm trong liên minh không thấp hơn Dược lão chút nào. Lời nói của hắn đương nhiên không ai dám trái. Đi. Tiêu Viêm không nói thêm gì, vung tay hóa thành một đạo lưu quang, bay nhanh như chớp tới vị trí yêu hỏa hàng thế. Phía sau cũng có rất nhiều đội ngũ vụt qua bầu trời, bám sát hắn. Khi tinh vẫn các điều động thành viên thì tại Trung Châu, tại các đại phái đã có từng nhóm nhân ảnh bay vút lên, xe gió lướt đi ảo ảo. Từng nhóm lớn xẹt qua không trung, mục tiêu của tất cả bọn họ đều giống nhau, hướng về phía tây bắc Trung Châu. Trong một đêm ngắn ngủi, toàn bộ Trung Châu đều biến động. Trên bầu trời đột nhiên vang lên từng tiếng xe gió điếc tai. Từng nhóm người đang nhanh chóng bay tới từ xa xa phía chân trời. Chúng ta nhanh chóng đi tới phạm vi ngàn dặm xung quanh điểm yêu hỏa hàng thế. Tiêu Viêm ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa. Ánh sáng chói mắt giống như mặt trời chói chang không ngừng tỏa ra. Càng tiếp cận gần nơi đó, nhiệt độ phát ra càng kinh khủng. Người tham gia, mặc dù ai nấy đều có thực lực không kém, nhưng vẫn có không ít người phải toát mồ hôi đầm đìa. Không hổ là Tịnh Liên yêu hỏa, chỉ là dư nhiệt cũng đã đủ khiến kẻ có thực lực xấp xỉ lục tinh đấu tôn khó lòng chống cự. Tiêu Viêm đảo mắt nhìn mấy người xung quanh, cường giả lục tinh đấu tôn ở trên đại lục cũng là cường giả nhất lưu. Nhưng ở đây cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ dư nhiệt mà Tịnh Liên yêu hỏa tỏa ra. Từ đó có thể biết Tịnh Liên yêu hỏa kia khủng bố tới mức nào. Tiêu Viêm, trên đường đi chúng ta đã gặp không dưới 13 đội ngũ. Hiển nhiên mục tiêu của bọn họ cũng là Tịnh Liên yêu hỏa. Xem ra một trận tranh đoạt đẫm máu là không tránh khỏi. Tử Nghiên đảo mắt nhìn bốn phía, bỗng nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Trên đường đi quả thật nhóm mình đã gặp không ít đội ngũ khác, nhưng hắn vẫn chưa hề quan tâm đến bọn họ. Mấy tên kia tuy thực lực không kém, nhưng muốn tranh đoạt Tịnh Liên yêu hỏa thì còn kém xa. Không biết liệu ta có thể chống đỡ được người của hồn điện cùng người của viễn cổ chủng tộc khác hay không. Tiêu Viêm nhìn về phía xa xăm, ý niệm xẹt qua trong lòng. Hắn vung tay rồi trầm giọng, tăng tốc. Ngàn dặm đối với cường giả như Tiêu Viêm chỉ cần mấy phút. Tuy giờ có thêm những người khác nhưng cũng chỉ khoảng 20 phút sau, đám người Tiêu Viêm cũng đã tới nơi. Dãy núi xanh tươi xưa kia giờ đã không còn, hiện tại đã trở thành một vùng sa mạc trắng xóa. Nhiệt độ kinh khủng bốc lên từ trên mặt đất sa mạc khiến cho không gian mấy ngàn dặm như trở nên vặn vẹo. Thật kinh khủng, một dãy núi khổng lồ như vậy không ngờ bị Tịnh Liên yêu hỏa đốt thành sa mạc. Nhìn sa mạc trải dài trước mắt, Dược lão hít vào một hơi khí lạnh, vẻ mặt khiếp sợ. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, hỏa diễm trong cơ thể tràn ra, bao bọc lấy những thành viên trong liên minh, lúc này cảm giác bỏng rát mới giảm xuống. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đằng xa, không gian nơi đó đã vỡ tung ra tạo thành quang hoa màu trắng ngà đổ xuống theo không gian. Trong cơn mưa quang hoa đó ẩn chứa nhiệt độ mà ngay cả linh hồn con người cũng không cách nào chịu nổi. Không gian phong ấn Tịnh Liên yêu hỏa đã sắp bị phá tan, nhưng yêu hỏa vẫn chưa thoát ra, quang hoa ở đây mới chỉ là chút dư nhiệt của nó mà thôi. Thấy vậy, Tiêu Viêm khẽ nói. Dư nhiệt. Nghe những lời này, dù là Tử Nghiên cũng phải thoáng biến sắc. Chỉ là chút dư nhiệt mà có thể đốt cháy dãy núi trở thành sa mạc, nếu tiến vào trong vùng không gian kia, vậy sẽ còn kinh khủng đến mức nào?
Không lâu sau khi đám Tiêu Viêm tiến vào đây, bốn phương tám hướng cũng xuất hiện nhiều tiếng xé gió. Từng đạo thân ảnh dừng lại ở xa xa phiến không gian kia, ánh mắt rung động nhìn mảnh sa mạc trắng ngà này. Bọn họ cũng biết vốn nơi này trước đó vẫn còn là một dãy núi trùng trùng điệp điệp tràn ngập sức sống. Xem tình hình này, muốn lấy được Tịnh Liên Yêu Hỏa cần phải tiến vào trong không gian kia. Dược lão nhìn chăm chú vào phiến không gian kia hồi lâu, nói: "Không phải vội, trong không gian kia hiển nhiên là hung hiểm vạn phần. Chúng ta còn chưa đủ sức để làm chuột bạch." Tiêu Viêm lắc lắc đầu. Ngay cả hắn cũng cảm nhận được trong kia ẩn chứa một cỗ nguy cơ. Bọn họ tùy tiện đi vào, chỉ sợ số người ra được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dược lão gật đầu, thân là luyện dược sư, ông cũng cảm nhận được nguy hiểm trong đó. "Hả?" Khi đám Tiêu Viêm đang lặng yên chờ đợi, thì không gian đột nhiên chấn động khe khẽ, từ bên trong tỏa ra khói đen dày đặc ùn ùn. Một luồng khí tức đáng sợ làm ai cũng phải biến sắc đang lặng lẽ tràn ngập trong không khí. Nó lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người trong vùng trời đất nơi này. Mọi người dõi mắt nhìn chăm chú vào vị trí khói đen xuất hiện. Một lát sau, khói đen dần tản đi, mấy đạo nhân ảnh dần xuất hiện trong mắt mọi người. Đó là Điện Chủ Hồn Điện. Nhìn những bóng đen tỏa ra khí đáng sợ ngập tràn kia, đồng tử của đám người Dược Lão đột nhiên co rút lại. Tức khắc đấu khí trong cơ thể ba đạo thân ảnh đã vận chuyển xuất hiện trong sương mù. Một tiếng động, người đứng giữa một thân hắc bào, mặt mũi thoạt nhìn qua chẳng khác gì một người bình thường, hai tay có phần thô ráp thò ra khỏi áo bào. Nhưng một người nhìn qua có vẻ bình thường như vậy, lại khiến cho hầu hết các cường giả ở đây phải ngừng hô hấp, ánh mắt đến vẻ mặt đều nặng nề lẫn kiêng kỵ. Điện Chủ Hồn Điện. Chỉ bốn chữ vô cùng đơn giản này lại có uy danh hiếm người sánh nổi ở Trung Châu. Mặc dù uy danh này là do vô số máu tanh tạo thành, nhưng ngoại trừ Thiên Phủ Liên Minh mới trỗi dậy, thì không có bất kỳ thế lực làm dám trắng trợn khiêu khích bọn chúng. Tuy rằng nguyên nhân sâu xa cũng chính bởi được hồn tộc chống lưng, nhưng hồn điện của bọn chúng cũng có lực uy hiếp vô cùng khủng khiếp. Ở thời đại rất xa về trước, vị điện chủ hồn điện này từng một đêm huyết tẩy 10 tông phái. Đêm đó, máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Năm cường giả có thực lực đấu thánh nhị tinh đỉnh phong đều ngã xuống trong tay y. Chỉ một đêm đó đã tạo thành hung danh của y, cũng khiến hồn điện trở thành một trong những bá chủ tại Trung Châu. Cho dù là Đan Tháp cũng không dám dễ dàng ra mặt đối kháng với bọn chúng. Giờ phút này, nhân vật có hung danh kinh sợ toàn Trung Châu này đang lặng im trôi nổi trong không trung, ánh mắt không hề dao động như lão tăng khổ tọa. Vì vậy, đối với ánh mắt kính sợ hay cừu hận của người khác, cũng không khiến y phải chuyển tầm mắt nhìn tới dù chỉ một lần. Điện Chủ Hồn Điện. Tiêu Viêm khẽ nheo mắt lại, chăm chú nhìn thân ảnh kia. Trong cơ thể người kia mơ hồ truyền ra một luồng dao động linh hồn mạnh mẽ hiếm thấy, giống hệt như những linh hồn khủng khiếp mà mấy ngày trước Tiêu Viêm từng gặp. Khi Tiêu Viêm nhìn chăm chú vào mình thì tên kia cũng lập tức phát hiện. Y từ từ quay đầu, dùng ánh mắt không chút bận tâm nhìn Tiêu Viêm, sau đó đánh giá cao thấp của hắn một phen rồi hờ hững nói: "Tiêu tộc suy tàn, không ngờ còn xuất hiện tộc nhân có thiên phú đến mức như vậy. Chuyện này hồn điện ta đã quá thất trách. Điện chủ, tên tiểu tử này vô cùng giả hoạt. Tuy nói chúng ta chưa quá mức coi trọng, nhưng mỗi cường giả được bản điện phái đi đều có thực lực giết chết hắn. Mà lần nào hắn cũng đều có thể biến nguy thành an, hơn nữa thực lực còn tăng vọt." Một nhân ảnh đứng sau Điện Chủ Hồn Điện ngẩng đầu, cung kính nói. Nửa khuôn mặt hắn lộ ra, kẻ này chính là Phó Điện Chủ Hồn Điện. Thêm một thời gian nữa, chỉ sợ hắn sẽ là Tiêu Huyền thứ hai. Đối với câu nói của Phó Điện Chủ Hồn Điện vẫn không để ý tới, thanh âm vẫn bình thản. Giọng nói của y luôn giữ một âm điệu cố định, làm người nghe cảm thấy quái lạ và quỷ dị. Thấy Điện Chủ đánh giá Tiêu Viêm cao như thế, Phó Điện Chủ ngạc nhiên há hốc mồm, nhìn về bóng người im lặng nãy giờ kia rồi cười khan nói. Tiểu tử kia, dù mạnh như thế nào cũng không thể nào so sánh được với thiếu tộc trưởng, cho dù hắn có là Tiêu Huyền tiếp theo. Mà Tiêu Huyền thì sao, kết cục cuối cùng của hắn cũng không tốt đẹp gì. Điện Chủ Hồn Điện cười mũi một tiếng khó hiểu, chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng nói, rất khó. Hắn thân mang năm loại dị hỏa, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm, Hải Tâm Diễm, Cô Linh Lãnh Hỏa, Tam Thiên Viêm Diễm Hỏa. Dị hỏa vô cùng cuồng bạo, tuy khi chúng gặp nhau tất sẽ phản phệ, nhưng hắn vẫn có thể an toàn, hẳn là nhờ công pháp. Tại thời điểm Điện Chủ đánh giá, người kia chậm rãi ngẩng đầu lên, nói. Hào quang chiếu trên khuôn mặt hắn làm lộ ra một nam tử khá trẻ, nhìn khoảng 30 tuổi. Nhìn còn khá trẻ nhưng vẻ mặt hắn lại không vui không buồn và không chút cảm xúc, khiến người khác cảm thấy có vẻ cứng nhắc. Nhưng có một thứ khiến mọi người phải chú ý, chính là đôi mắt của hắn. Đôi mắt hắn màu đen, đen thuần túy. Mắt hắn không có tròng mắt, chỉ toàn một màu đen nhánh như mực. Nhìn từ xa, chúng phảng phất như hai viên ngọc đen bị cưỡng ép gắn vào hốc mắt vậy. Ai bị nhìn đều cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Hắn khẽ xoay người, nhìn chăm chú vào Tiêu Viêm đằng xa, thanh âm chậm rãi, nhẹ nhàng mà lạnh lùng. Theo ta được biết, năm đó Dược Trần ở trong di tích viễn cổ đoạt được một quyển công pháp kỳ dị có khả năng dung hợp dị hỏa. Nếu ta đoán không sai, thì hẳn là hắn nhờ vào tu luyện công pháp này mới có thể tăng thực lực nhanh như vậy. Đương nhiên không thể xem nhẹ năng lực của bản thân hắn.
Đổi lại là người khác, kể cả ta tu luyện công pháp kia cũng không nhất định tốt hơn hắn. Chỉ bằng vào quan sát từ xa, hắn không chỉ có thể nhìn ra dị hỏa trong cơ thể Tiêu Viêm, hơn nữa còn suy đoán ra lai lịch cùng đặc tính của công pháp. Bản lãnh cỡ này quả khiến người ta phải khiếp sợ toát mồ hôi đầm đìa. Hắn là một đối thủ rất khó đối phó nhưng ta vẫn có thể giết chết hắn. Nam tử hắc bào chậm rãi nói. Đó là đương nhiên. Thiếu tộc trưởng, tuy chỉ gần đạt tới nhị tinh đấu thánh hậu kỳ nhưng cho dù là ta cũng không thể thắng. Ngài muốn giết tên Tiêu Viêm mới đấu thánh nhị tinh sơ kỳ kia hiển nhiên dễ như trở bàn tay. Xem ra, vị trí tộc trưởng tương lai không rơi vào tay thiếu tộc trưởng thì còn vào tay ai? Phó điện chủ Hồn Điện cười híp mắt, nói. Nghe vậy, khóe miệng nam tử hắc bào khẽ nhếch lên, nhìn Hồn Điện điện chủ rồi nói. Nói như vậy, nhưng cũng phải xem ý tứ của điện chủ mới phải. Thiếu tộc trưởng đã đa tâm rồi. Thực lực của tộc trưởng thông thiên triệt địa, quản lý hồn tộc hơn 1000 năm nay mà chưa từng lộ vẻ mệt mỏi. Nói tới điều này còn quá sớm. Điện chủ Hồn Điện mỉm cười, lắc đầu nói. Nam tử hắc bào khẽ nhíu mày, cũng không nói thêm gì về chủ đề kiêng kỵ này. Gã rời mắt khỏi người Tiêu Viêm, chuyển hướng nhìn sang không gian tan vỡ kia rồi nói, khi nào động thủ? Đợi khi Tịnh Liên yêu hỏa phá hư phong ấn, nó sẽ hao tổn không ít năng lượng. Khi nó phá không mà ra thì chúng ta lập tức ra tay. Điện chủ xoa hai bàn tay thô ráp vào nhau rồi nói. Nam tử hắc bào khẽ gật đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn Tiêu Viêm đằng xa, sau đó nhắm mắt lại. Đó là điện chủ Hồn Điện sao? Quả nhiên là đáng sợ. Đám người Hỏa Vân lão tổ cũng thu hồi ánh mắt, khuôn mặt đầy ngưng trọng. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, đến giờ hắn mới tận mắt trông thấy điện chủ Hồn Điện, mới cảm thấy sự khủng bố của y. Hắn đảo mắt nhìn cường giả xung quanh, hắn biết, cho dù là hắn cũng không có phần thắng nào. Y là một kẻ địch đáng sợ, cần cẩn thận một chút. Tử Nghiên bên cạnh cũng mất đi vẻ tươi cười. Nàng bước nửa bước, vừa vặn đứng chắn trước nửa người Tiêu Viêm. Ở đây, người có thể ngăn cản điện chủ Hồn Điện chỉ có nàng. Mà nàng cũng hiểu được, cho dù là nàng có đấu với tên điện chủ kia thì hiển nhiên cũng không phải là đối thủ của y. Kết quả tốt nhất, cũng e rằng nàng chỉ có khả năng bảo vệ được bản thân mình an toàn lui ra mà thôi. Yên tâm, trước khi Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế, bọn họ sẽ không động thủ. Tiêu Viêm lắc đầu, cười nói. Ha ha, quả nhiên Tiêu Viêm huynh đệ cũng tới nơi náo nhiệt này. Khi Tiêu Viêm đang trấn an mọi người thì cách đó không xa truyền đến một tiếng cười sang sảng. Chợt một tiếng xé gió truyền tới, mấy đạo nhân ảnh nhanh như chớp xuất hiện ở gần đó. Tiêu Viêm nhìn về phía đó, trong mắt có chút kinh ngạc rồi nhanh chóng chuyển thành vui vẻ, cười nói. Hóa ra là Hỏa Huyễn huynh đệ, đã lâu không gặp. Ba thân ảnh xuất hiện, xé gió mà lướt giới. Cầm đầu là một nam tử tuấn giật áo trắng có gương mặt quen thuộc. Chính là người Viêm tộc mà Tiêu Viêm quen tại cổ giới, Hỏa Huyễn. Ở cạnh hắn vẫn như cũ là nữ tử áo đỏ đeo khăn che mặt, chẳng qua hiện giờ lại có thêm một lão nhân áo tím. Tiêu Viêm huynh đệ quả không phải kẻ tầm thường. Mới mấy năm không gặp mà đã đạt tới đấu thánh. Hỏa Huyễn chắp tay chào Tiêu Viêm, chợt nói với vẻ đầy tán thưởng. Hiển nhiên, gã đã phát hiện ra thực lực hiện thời của Tiêu Viêm. Không phải Hỏa Huyễn huynh đệ cũng đã đạt tới bán thánh cao cấp sao? Tiêu Viêm mỉm cười, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Thực lực tên Hỏa Huyễn này tăng lên cũng quá nhanh. Nếu không phải mình sử dụng Bồ Đề Tâm thì sợ rằng đã bị hắn bỏ lại đằng sau. Trong cơ thể của ngươi có dao động cực lớn. Tiêu Viêm chấn động mạnh, đánh giá kỹ Hỏa Huyễn trước mặt, chợt ồ lên một tiếng rồi mỉm cười nói. Ngươi luyện hóa dị hỏa. Nhờ trưởng lão trong tộc trợ giúp, may mắn hàng phục được Bát Hoang Phá Diệt Diễm, bằng không thực lực cũng không thể nhảy vọt đến một bước như thế này. Hỏa Huyễn cười cười, nói không che giấu. Bát Hoang Phá Diệt Diễm đứng thứ 6 trên dị hỏa bảng. Bàn tay Tiêu Viêm hơi run rẩy, hắn chỉ biết Viêm tộc có 4 loại dị hỏa, trong đó có 2 loại ở trong 10 loại đứng đầu dị hỏa bảng. Nhưng hắn cũng không biết, ngoại trừ Nghiệp Hỏa Hồng Liên thì thứ còn lại chính là Bát Hoang Phá Diệt Diễm. Không hổ là chủng tộc viễn cổ, cư nhiên có cất giấu nhiều thứ tốt vậy. Tiêu Viêm cảm thấy cực kỳ hâm mộ, hắn chạy khắp nơi trên đại lục, nhưng dị hỏa có thứ hạng cao nhất mà hắn thu được cũng chỉ đứng thứ 9. Tam Thiên Viêm Diễm Hỏa, không ngờ tên Hỏa Huyễn này chỉ trở về một chuyến liền thu hoạch được một dị hỏa bài danh cao như vậy. Tiêu Viêm huynh đệ, đây chính là trưởng lão hỏa diệu của Viêm tộc ta. Ngài cũng có được dị hỏa, nhưng chỉ bài danh thứ 16. Hỏa Vân Thủy Viêm, Hỏa Huyễn chỉ vào lão giả đứng bên cạnh, cười nói. Lại là một loại dị hỏa. Nghe vậy, Tiêu Viêm cười khổ, nói. Ba người này liền mang 3 loại dị hỏa của Viêm tộc. Hơn nữa trong cơ thể hắn có 5 loại, chẳng phải là chỉ riêng nơi này đã có 8 loại dị hỏa hay sao? Tiêu Viêm ca ca, không phải chỉ có 8 loại nha. Một tiếng nói trong trẻo vang lên, như nói ra suy nghĩ của Tiêu Viêm, chợt vọng vào tai hắn. Huân Nhi. Nghe được thanh âm quen thuộc kia, nhất thời Tiêu Viêm lộ vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Đến đây thì cũng khép lại phần 5 tập 208 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.